Hay lắm đó. Nè, chú ý nha. Ôi! Mới thấy rõ chưa? Ra tay phải nhanh. Cũ nô tài không đánh thì không chịu nghe lời. Cô nàng Giang Bi Nhi lại kiếm chuyện hành hạ bọn người hầu. Quý phi muốn lập quy trong cung, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai rồi. Thật là ngang ngược. Cha là thừa tướng, cô là thái hậu, tất nhiên là có thể ngang ngược rồi. Có thật như vậy không? Da ngươi mịn lắm, y như đậu hũ vậy. Ây da. Ây da. Trời ơi, tên nô tài khốn kiếp, làm gì mà da mặt cứng dữ vậy? Tôi Minh Nhi. Hoàng thượng, đứng dậy đi. Hoàng thượng. Hoàng thượng, người đến đây làm gì? Đến thăm muội đó. Nghe trời ơi, biểu ca, tay của muội đau quá. Ôi trời ơi, biểu muội yêu dấu của ta, muội cứ tát vào mặt của người ta không đau tay sao được? Muội không biết quý trọng bản thân gì hết à? Hả? Vậy muội phải đánh thế nào mới không đau chứ? Tát vào mặt người ta đòi hỏi phải có kỹ thuật để trẫm dạy muội nha. Được. Thuận tử, qua đây. Qua đây, nè, ngước mặt lên. Hả? Hay lắm đó. Nè, chú ý nha. Ôi! Mới thấy rõ chưa? Ra tay phải nhanh, nhắm cho chính xác, chứ không phải là nhắm mắt đánh đại vào mặt của người ta đâu. Phải lướt qua cho thật nhanh tay, phải tát như vậy tiếng của nó mới giòn và vang xa hơn. Thấy chưa? Đi muội à, vừa rồi muội đánh bằng tay trái, đánh xong rồi hãy soi với tay phải, nhìn thì khác nhưng mà sức như nhau. Cách tát vào mặt người ta bằng cả hai tay, đánh vào mặt người ta nó sẽ để lại dấu vết khá cân đối. Nó không chỉ mang tính sỉ nhục lớn mà lại không kém vẻ mỹ quan. Hoàng thượng, tại sao người lại đánh muội vậy? Ly Nhi, trẫm đâu nỡ ra tay đánh muội, trẫm chỉ dạy muội cách tát vào mặt người ta thôi. Trẫm còn muốn dạy muội cách hành hạ người khác như thế nào, nên làm sao cho ngang ngược hơn nữa. Hả? Dạ chưa. Nhưng mà hoàng thượng à, hoàng thượng làm vậy vì chúng nô tài, sau này sẽ khó xử cho người lắm. Hoàng thượng, e rằng cơn mưa lớn sắp ập đến. Phải, xem ra sắp có tuồng hay diễn ra rồi. Ôi da, cô ơi, con đau quá. Hoàng thượng à, Mi Nhi và Quý Phi là biểu muội của con mà, tại sao con đánh Mi Nhi ra nông nổi này? Con coi con có giống hoàng thượng, có giống biểu ca của nó không? Thái hậu, chẳng đâu nỡ lòng nào đánh muội ấy, chẳng chỉ dạy muội ấy một vài kỹ thuật mà thôi. Kỹ thuật à? Kỹ thuật gì vậy? Mi Nhi đang luyện tập tác người ta đó. Làm gì có chuyện Mi Nhi tập tác người ta chứ. Thái hậu, Mi Nhi dồn hết sức lực tác vào mặt người ta, trẫm rất lo cho tay mũi ấy, do đó dạy mũi ấy cách dùng lực cho đúng mà thôi. Mi Nhi à, con là quý phi có địa vị cao sang, tại sao lại tập tác vào mặt người ta? Trời ơi, cô ơi, đâu có đâu, con đâu có tập tác vào mặt ai. Tại tiểu thuận tử của ngự thư phòng không nghe lời, cho nên con mới sờ nhẹ lên mặt của hắn thôi. Thuận tử. Hoàng thượng. Đây 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 đây, qua đây cho thái hậu nhìn mặt của ngươi đi. Dạ. Thái hậu. Thuận tử, ngươi đâu còn con nít, sao mà da mặt mỏng quá vậy? Quý phi chỉ sờ nhẹ vào mặt của ngươi mà đã sưng như vậy rồi. Hoàng thượng à, nô tài đáng chết, tại bộ mặt của nô tài không nên hồn mà. Được rồi được rồi, ngươi lui xuống đi, mau đi tìm ngự y coi sao. Dạ. Dạ.